Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Cày Zombie. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip liên quan tới một cái nhiệm vụ ở trong game Pokemon Revolution Online. Đó là mình sẽ làm nhiệm vụ Celadon Quest Daily, tức là nhiệm vụ ở Celadon hàng ngày. Tức là cái nhiệm vụ này các bạn có thể đi làm hàng ngày, là tập bắt các Pokemon và đem nộp cho một cái thằng tên là Staff ha. Thì đầu tiên là các bạn phải qua thành phố Celadon City ha. Rồi. Rồi, thằng Staff mới này nó sẽ nằm ở ngôi nhà số 3. Đâu, ngôi nhà số 3 là ngôi nhà nào? Má nói thật là mình đéo biết ngôi nhà nào là ngôi nhà số 3 luôn các bạn. Ngôi nhà số mấy? Celadon City. Đây, thằng Taskmaster đây. Đây đây, các bạn nói chuyện với thằng Staff Panther. Rồi, đây là một cái nhiệm vụ mà đây là một cái nhiệm vụ mà các bạn đi bắt Pokemon ha. Các bạn sẽ bắt Pokemon và nhận thưởng. Rồi, bắt đầu ha. Bây giờ để coi nó kêu mình bắt con gì nha. Rồi, bắt đầu ha. Quay đồ. Two day nó cho mình là 2 ngày để bắt con quay đồ. Ồ, điêu e. À, con này hả? Đúng rồi, rồi nó sẽ cho mình đi bắt con quay đồ và mình sẽ nhận thưởng ha, làm nhiệm vụ của thằng Master. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt con quay đồ. Con này thì là đam vật lý và nó dễ bắt, hình như là nó ở trong khu rừng á. Nó trong khu rừng là nó có hết á. Bây giờ mình sẽ đi về thành phố. Khoan 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 khoan. Bây giờ mình sẽ lưu điểm hồi sinh ở thành phố Celadon City đã. Sau đó mình sẽ đi qua chỗ kia mình bắt, và sau đó mình sẽ quay về đây bằng một cái sợi dây thừng. Hai cho nó nhanh ha các bạn. Để bắt con đó thì chắc là mình sẽ chọn một cái con mình đâu rồi? Đâu rồi? Để mình coi. Cái con ấy của mình đã mất tiêu ta. Đây, cái con này ha, mình sẽ chọn con này bắt cho nó sướng. Con này bắt cho nó sướng thì nó cũng có những cái quy định như sau nha các bạn. Giờ mình đầu tiên là cái quy định bắt là nó sẽ chỉ cho các bạn nộp Pokemon mới thôi, tức là một con Pokemon mà các bạn nộp sau 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ không công nhận ha. Phải bắt trong vòng 2 tiếng và sẽ phải nộp cho nó thì nó mới công nhận, tức là các bạn bắt và bạn nộp liền á thì nó mới ok. Thường thì không phải là 2 tiếng, nhưng mà thường thì nó chỉ cho các bạn chút xíu thời gian, là ý là các bạn bắt xong rồi đem nộp cho nó thì nó cho các bạn thời gian đi từ bên kia qua chỗ nó là 2 tiếng đồng hồ á. Thì đó, và cái nhiệm vụ này sẽ được reset sau 24 giờ hàng ngày, và bạn có thể làm được hình như là 2 nhiệm vụ 1 lần á. Và mỗi nhiệm vụ á, khi mà các bạn bắt á thì sẽ theo chỉ số EV của Pokemon á mà các bạn nhận thưởng ha. Phần thưởng nó tùy theo cái chỉ số EV của Pokemon mà các bạn bắt được ha. Thì rồi bây giờ mình sẽ đi qua chỗ khu rừng nó đi, rồi mình sẽ show hàng cho các bạn coi là con Pokemon đó, con Pokemon đó nhận thưởng được cái gì tùy theo cái chỉ số mà mình bắt được nha các bạn. Tùy theo cái chỉ số mà mình bắt được, thường thì cái chỉ số cao quá thì các bạn cũng không muốn bán đâu, ấy cũng không muốn nộp đâu. Mà cái chỉ số thấp quá mình nộp thì mình lại không có được những cái phần thưởng ngon. Tức là phải bắt được những cái con mà chỉ số thì cao á thì các bạn mới nhận được phần thưởng ngon. Giờ mình tới cái khu rừng đầu tiên, cái khu rừng mà các bạn coi trong phim Pokemon á, cái khu rừng sâu bọ á, khu rừng mà có nhiều con sâu bọ lum ta la hầm bà lằng á. Đó, mình bây giờ mình sẽ vô cái khu rừng đó để mình bắt mấy con quy đồ. Thì bắt con quy đồ ở cái khu rừng đó thì sẽ dễ hơn. Ở đây cũng có nhưng mà có trong rừng nó ngon hơn. Nói chung là mình không biết là cái con mình bắt cái chỉ số nó như thế nào, nhưng mà rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bắt quy đồ nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn coi đây ở ở cấp 1 á. Ở cấp 1 thì các bạn khi mà các bạn bắt được bậc 1, tức là các bạn bắt được tổng cái chỉ số EV của cái con các bạn bắt được có 40 thôi, hoặc là thấp hơn, thì phần thưởng của các bạn sẽ là thuốc độc, dây thừng 1/4 dây thừng, Elder, Pokeball, Poison,
cái nước cái nước repeat á, hồi sinh và siêu thuốc. Nói chung mấy cái này là không cần thiết, quá rẻ luôn các bạn, tức là con nào các bạn bắt cũng nhận được đống này á. Khi mà các bạn bắt được 85 trở lên thì các bạn sẽ có Dit ha, rồi Hyperboson, ngọc trai đổi được tiền các bạn, Stardust cũng được nhưng mà giờ nó giảm nhiều, siêu bóng. Nói chung mấy này cũng không ngon. Các bạn bắt 115 trở lên thì các bạn sẽ có Rare Candy này, Stardust Super Repeat này, đá mặt trăng, thuốc rì, thức ăn. Nói chung là cái này chỉ có cái kẹo hiếm là ngon thôi, Rare Candy thôi. Ở 135 trở lên, tức là các bạn phải có 20, 22 mỗi cái trở lên thì các bạn bắt mới được những cái đồ này ngon. Vậy là chúng ta sẽ xác định được một cái điều, đó là nếu mà các bạn đổi tất cả đều 31 hết, 31 hết thì mình có 6 chỉ số đúng không, là 186. Nhưng mà 135 thôi, mình chia cho 6, 135 chia cho 6 thì các bạn phải có 22 điểm ở mỗi chỉ số thì các bạn sẽ kiếm được một cái, phải có 22 điểm mỗi tất cả các chỉ số, cao hơn càng tốt nhưng mà ít nhất là phải là 22 điểm ở mỗi chỉ số. Đây con quay đồ là con này này nó, thì các bạn mới mới có cơ hội nhận được đồ xịn. Thì mình sẽ bỏ ra khoảng 5 phút để bỏ ra khoảng 5 phút đi săn cái con quay đồ này, xem là trong vòng 5 phút là mình có thể bắt được bao nhiêu con có chỉ số xịn nè. Con này là con đầu tiên, thì một phải 135 trở lên mới ngon, còn mà dưới 135 thì nó cụ bắp lắm đó. Như con này nè, cộng lại nè các bạn coi này, 21 30 hay 30 25 là 55, 55 76, 76 77 78 79, 79 với 9 là 80 mấy á, 79 với 9 là 80, 91, 91 với 5 là 96 thôi, 96 là còn quá thấp. À, con quay đồ này còn quá thấp. Ô Pikachu luôn các bạn, Pikachu luôn không, không bắt. Giờ mình chỉ bắt quay đồ thôi, Metapod cũng không bắt luôn. Thường thì mọc mình đọc tiếng Anh theo kiểu miền Tây á, các bạn thấy nhiều cái nó bị gọi là bị Việt hóa nhiều quá, miền Tây hóa. Mình gọi là miền Tây hóa đó, thì nó hơi bị ấy á, cho nên mấy bạn thông cảm nha, tại vì cái cách đọc tiếng Anh của mình quen đọc theo kiểu vậy rồi, mình không có phải đọc ấy. Giống như các bạn coi cái kênh của anh trực tiếp game, anh cũng đọc như vậy á, anh đọc theo từng từ từng từ. 21 28 là ngon mà này quá thấp các bạn, chỉ số này quá thấp, 02 17 15 đồ tùm lum ta la. Bắt thêm một con nữa coi chỉ số như thế nào. Con này là con Cancuna, bắt thêm một con nữa coi con quay đầu chỉ số làm sao. Ôi Bundle, lâu rồi mới gặp lại con Bundle các bạn. Con Bundle nó tiến hóa thành Roselia thì nó hút máu cho mà thấy, mạnh cực kỳ nha các bạn. Con này là hồi đầu tiên nếu mà các bạn gặp được con này là các bạn coi như các bạn là dễ dàng, tại vì đi qua game đầu là game đá là các bạn hút nó cũng chết, mà đi qua game nước các bạn hút nó cũng chết đó. Con hay cỏ sướng cho nó, con này em vứt. Rồi bắt thêm một con nữa để coi con này cái chỉ số như thế nào ha. Thường thì các bạn chỉ có thể thay đổi được cái tính cách của nó thôi, cái nature của nó thôi, nhưng mà không thể nào thay đổi được chỉ số EV của nó. Cái con mà mới bắt ngẫu nhiên thì không thay đổi được gì đâu, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ bắt thử con này rồi coi ba con mình nộp được nhiêu tiền ha. Mình được gì đây, con này đu 27 24. Ôi ơi 19 10, con này xém một chút xíu nữa là ngon rồi các bạn. Con này 22 đi, 23 đi, rồi cắt bao nhiêu, cắt 4 đi, 4 4 con này nhiêu, cắt ra 2 nữa, 4 26 6, con này cắt ra 5, 6 5 11 11 11 hả, 11 là không đủ rồi, bổ sung vô đây 21 là cũng đâu đủ. Trời ơi, con này ổn quá. Ok con này mình thấy cũng ok ha, mình thử nạp con cuối cùng
để xem coi cái chỉ số nó mình đạt được cái gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua thành phố Celadon City, mình sẽ lấy con quay đồ ra. Đây con quay đồ, con nãy mình bắt con cuối cùng là con này phải không? Rồi mình sẽ để vô chỗ con Lisbon đây. Giờ mình nạp, đem nạp con quay đồ này nha các bạn. Để thử coi là mình nạp con quay đồ này mình được cái gì. Rồi yes, nộp đúng rồi, exactly, you have certified. Ok, nói với vợ tôi để nhận thưởng à. Ổng là người đưa em vụ, nhưng mà giờ ổng là người đưa tiền đù chế độ hả? Giống Việt Nam vậy cứ. Rồi ok, à 128 EV. Trời ơi, 128 EV, bạn có thể chọn được một trong những như sau: Elder này, Moonstone này và Respawn. Thôi mình chọn Respawn. Ok ha. Được thêm 1.000 Poké đô la. Trời ơi, ông này cũng có cho nhiệm vụ nữa không? À sao? Ok. Đó, đây là cái nhiệm vụ Taskmaster ha. Thì làm cái nhiệm vụ này hàng ngày thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những cái vật phẩm ha, đổi Pokemon lấy vật phẩm. Rồi ok, clip của mình tới đây tạm dừng ha, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha, bye bye.